Elicitor, vaccine kích kháng cây trồng, giúp chống lại các tác động xấu của môi trường như rét, hạn, giúp cây tăng cường khả năng đối kháng sâu, nấm khuẩn hại, kích thích khả năng sinh trưởng và phát triển toàn diện của cây trồng. Elicitor là tên gọi chung của các hợp chất có hoạt tính sinh học, giúp kích thích phản ứng phòng vệ của cây trồng trước các tác động xấu từ môi trường như sâu, bệnh hại. Elicitor được phân loại thành hai nhóm theo nguồn gốc, sinh học và phi sinh học. Nhóm sinh học bao gồm polysaccharide và các hợp chất chiết xuất từ nấm, vi khuẩn. Nhóm phi sinh học bao gồm các tác nhân lý hóa như hormone, muối khoáng, tia UV. Ví dụ về hợp chất elicitor gốc sinh học có trong bè S01 ketomium của bác sĩ cây xanh. Bè S01 chứa các hợp chất được chiết xuất từ ketomium, nấm đối kháng mạnh với nhiều loài nấm khuẩn hại cây trồng, ketoglobulin C, ketomenon, rotenurins. Một ví dụ khác về hợp chất elicitor gốc sinh học có trong BS05 Movir của bác sĩ cây xanh. Chitosan. Chitosan là polysaccharide tự nhiên, được nghiên cứu và ứng dụng nhiều như một hoạt chất bảo vệ cây trồng trong nông nghiệp. Ngoài công dụng diệt tiến trùng và thúc đẩy sự phát triển của cây trồng, chitosan còn giúp kích kháng cây trồng chống lại các điều kiện bất lợi từ môi trường. Cơ chế tác động của elicitor đối với cây trồng. Khi được đưa vào cây trồng, elicitor hoạt động với vai trò là chất phát tín hiệu, tác động vào các thụ thể protein trên bề mặt tế bào cây trồng, kích thích các phản ứng phòng vệ của cây chống lại các tác nhân gây hại. Trong nông nghiệp, elicitor được ứng dụng rộng rãi như một loại vaccine giúp tăng sức đề kháng và tính chống chịu cho cây, hỗ trợ điều trị và chống tái phát các bệnh cây trồng. Đối với rau hoa, elicitor giúp chống lại phấn trắng, thán thư, thối trái, khảm xoăn lá. Đối với cây ăn trái, elicitor rất hiệu quả trong xử lý nứt thân xì mủ, kẽ sẹo, đốm mắt cua, nấm hồng. Tình hình nghiên cứu và phát triển elicitor. Với sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật hiện nay, ngày càng có nhiều elicitor được tìm ra, phát triển và ứng dụng trong nông nghiệp. Đa số các elicitor này đều có nguồn gốc sinh học theo xu hướng nông nghiệp an toàn, bền vững. Một số công trình tiêu biểu được đăng trên các trang báo khoa học như nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học Pháp về elicitor được chiết xuất từ củ dền chống lại bệnh sọc đốm lá trên cây lúa mì, một bệnh rất khó kiểm soát do kháng nhiều loại thuốc trừ nấm. Nghiên cứu của nhóm các nhà khoa học Thổ Nhĩ Kỳ về phytosol, một loại elicitor kết hợp từ chitosan và hợp chất có nguồn gốc từ betin, hứa hẹn sẽ là một hoạt chất mới giúp phòng trừ bệnh bạc lá sớm trên cây cà chua. Hy vọng rằng trong tương lai sẽ có nhiều elicitor gốc sinh học được tìm thấy, cải thiện và phát triển, cung cấp các giải pháp sinh học phòng trừ sâu, bệnh hại an toàn, phù hợp với xu hướng phát triển nông nghiệp hiện đại và bền vững. Elicitor, kích kháng cây trồng, tăng cao năng suất. Bác sĩ cây xanh là đơn vị chuyên cung cấp giải pháp kỹ thuật, phòng trừ sâu, trừ nấm khuẩn cho cây trồng bằng công nghệ sinh học hàng đầu Việt Nam. Bà con có thể mua hàng trên website bacsicayxanh.vn bằng cách sau. Bước 1. Vào danh mục sản phẩm. Bước 2. Ấn chọn sản phẩm cần mua. Sau đó bấm mua ngay. Hoặc gọi tới hotline 086 22 66088 để được tư vấn ngay. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất nhé.